300 m² cỏ. Hôm nay mình làm cái video này ấy để thứ nhất là giới thiệu về cái việc là nhà mình có bán cỏ nhung nhật. Thứ hai là cũng để cho các bạn biết được là cái nỗi vất vả của người dân Văn Giang mình khi mà trồng ra được cỏ và đánh cỏ bán rất là vất vả. Cho nên là các bạn có nhu cầu mà mua cỏ ấy, ví dụ hôm nay định lấy thì là các bạn phải báo trước để buổi sáng sớm. Ở đây thì mình sẽ đánh vào tầm sáng sớm hoặc là tầm chiều tối. Chứ còn đấy, bây giờ như này rất là chiều khách, bởi vì thực tế là khách cũng ở xa, khách đến tận nơi rồi để lấy. Thì bây giờ tầm bây giờ là 9-10 giờ sáng là trời đã rất là nắng rồi. Cho nên là lần sau mà các bạn muốn mua cỏ ấy, thì nhớ là thông tin trước. Sau đấy thì nhà mình sẽ chuẩn bị đóng, đánh quận và các thứ đảm bảo để cho các bạn đến thì kịp lấy, để cho kịp thời gian cho các bạn. Hai nữa là để cho các bạn tránh thời gian chờ đợi. Ví dụ như là 100 m² cỏ như này thì ít nhất là cũng phải mất khoảng tầm 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng mới đánh xong. Và với cái kiểu dạng như là thời tiết rất nắng nóng như này thì đánh rất là khổ và vất vả. Cho nên là các bạn thương nhà mình nhá, mua cỏ ủng hộ cho nhà mình. Và nhớ là lần sau ấy thì là thông báo sớm, báo trước để nhà mình chuẩn bị từ sáng sớm hoặc là tầm chiều tối thì đánh nó đỡ vất vả hơn dưới cái trời nắng chang chang như thế này ạ. Cảm ơn các bạn nhá.